bệnh. Thì trong quá trình đi làm thế khi nghe thì sang Paris thì thầy lại đi chỗ khám bắt đầu nên là thôi bỏ lỡ thời cơ. Trong quá trình như thế thì từ khi mà biết thầy Châu ra thì không gặp được thì có tìm hiểu và đọc trên mạng rồi, rồi nhờ bạn bè mua dùng tài liệu, đồng thời là mua đá, mua các dụng cụ thì về quan sát và tiêu trị cho mình, đồng thời giúp bà con anh em trong gia đình cũng như là người bạn bè thân quen. Thì bản thân tôi thì rất nhiều bệnh, đại khái không nói về vô bệnh thì hoàn toàn không có, càng nhiều bệnh bao nhiêu thì tôi theo cái kinh nghiệm muốn những thầy lang ngày xưa giỏi là qua những người bị bệnh nên khi mình bệnh mình mới thương được người, những người mà có bệnh thì từ đấy mình mới trở thành người thầy thuốc giỏi được. Thì tôi chỉ ăn theo đại khái, đi theo cái gọi là đại khái là đi gọi là sách dép cho các những danh y ngày xưa, đại khái đi gọi là đi theo thôi, nhưng mà không biết thế nào. Nhưng mà chính từ chỗ đấy thì bản thân tôi cái bệnh nặng nhất là khi hai hàm răng ấy, thì một thời gian mấy năm gần đây thì nó tự nhiên nó lung lay không nhai được cơm. Bản thân thời ăn chay, đồng thời ăn nó rất không thể nhai được, đồng thời phải ăn cháo. Ăn cháo thì cũng ăn cậu lứt nhưng mà không nhai được, thì chính như thế phải ăn cháo. Trong quá trình mà được tin thầy Châu vào động, thời các bác các anh chị cung cấp cho những thông tin như thế thì tôi phải cố áp dụng. Thì trong quá trình thực hiện như thế thì cũng không biết nó khỏi lúc nào. Khi mà áp dụng được khoảng hơn một năm thì không biết là nó tự nhiên nó hết lúc nào không biết được, lúc nó khỏi lúc nào. Nhưng mà khi mà thực nhớ ra hôm chưa kịp, có một tình cờ có một hôm chưa kịp nấu cháo thì có anh bị đói có ăn bạn ăn dùng liều, tự nhiên thấy nhai bình thường nó không có cái gì. Tự nhiên lúc quý vị nhớ ra là mình đã khỏi bệnh lúc nào biết, tôi không để ý nữa. Thực sự là như thế. Mà trong quá trình ấy như thế, trong khi trong đấy tôi thì bị dị ứng cái là viêm xoang, đồng thời kết hợp với phấn hoa nó nên bị dị ứng. Hai là bị người lại lúc trước đây là người rất là nặng nề, bây giờ nó rất là thanh thoát. Đại khái thế, nặng nhất là cái răng là không nhai được, chậm một tí là quay dùng hết cả hai hàm răng. Nó cũng may mắn là được mới dùng có hai ba cái. Cảm ơn thầy. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.